chấm mình cũng trong mâm cá nào anh. Ăn tỏi lấy tỏi ra nha. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ nấu hủ tiếu cá. Đó. Sẽ nấu hủ tiếu cá mời các bạn nha. Đó. Mình sẽ đổi mới món ăn hàng ngày vậy đó các bạn. Cho nó đỡ có một cái là bị ngán nha các bạn. Nên anh em mình nấu hủ tiếu một bữa. Rồi. Mình sẽ làm thôi nha các bạn. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình có nấu hủ tiếu cá. Thì hủ tiếu cá của anh em mình thì hôm nay anh em mình sẽ nấu là hủ tiếu cá điêu hồng nha các bạn. Đây, con cá điêu hồng đây. Đó. Thì anh em mình có 4 phần thì mình chia 4 phần này các bạn. Đó. Thằng cái đầu, thằng cái đuôi, thằng hai khối giữa xong. Đây, hủ tiếu của anh em mình nè các bạn. Đây. Đó, mình trụng ngồi nè các bạn. Tiếp đây. Đó. Còn đây là rau ăn kèm nha các bạn. Rau ăn kèm hành nhỏ. Đó. Xong. Nó cái này mình nấu xong rồi chín là mình sẽ vừa chín cái là mình sẽ gỡ ra nha các bạn. Rồi các bạn đợi mình chút xíu nha. Đi. Chào các bạn, mời bạn hủ tiếu các bạn. Đó, hôm nay anh em mình sẽ ăn hủ tiếu cá nha các bạn. Đấy. Nước tương đó. Rồi mình ăn đi. Nè rau nè. Rau rất là rau trộn đó. Cô có nước mắm thêm có mắm này tương mắm đặng kìa ăn đi mắm quá đại các bạn có cả chén chấm luôn ồ hủ tiếu thường thường ta ăn nước tương cho ăn nước mắm bà tương cơm bánh mắm dạ nè gấp cá chấm đâu coi gấp cá chấm mình không chút mắm cá đâu anh. Đó. Ăn tỏi lấy tỏi ra nha. Chớ cá ra kìa, chớ cá cái kỳ vậy kìa. Nè. Con kiếm cá này các bạn. Đó. Ồ, cá này các bạn ha. Đó là ám các bạn. Ồ. Quá đã các bạn. Nó mặn quá cho ăn luôn các bạn ơi. Thank you.
Đây là bằng tiền bốn hai khứa dưới là thank you.
luôn này. Cảm ơn các bạn, cái này để tạm biệt các bạn.